Kính thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện phần 3, chúng ta có câu chuyện về khán giả phản ứng của Hoa Kỳ đối với cái cuộc gọi là debate, tranh luận giữa ông Mike Pence và Kamala Harris. Thì như chúng tôi đã từng tiên liệu trước đây, Kamala Harris chỉ là một người chơi bời, không phải là một nhà chính trị. Kamala Harris cũng chỉ là một người tạo danh vọng bằng đường tắt, có nghĩa là đưa của trời cho để cho tạo ra vấn đề danh vọng, mà ông Willie Brown, cựu chủ tịch quốc hội của tiểu bang Cali 20 năm trước, đã từng được bà ta kéo vào giường để rồi giúp bà ta trở thành dân biểu, như hôm nay thành nghị sĩ. Bởi vậy cho nên chúng ta không phải là chỉ trích, nhưng mà những người làm việc như Kamala Harris, như là Joe Biden, gọi là gì? Thời cơ chủ nghĩa. Có nghĩa là mưa lúc nào, mắt bằng lúc bây giờ. Họ không có một cái lý tưởng. Trong khi chúng ta không nói Donald Trump quá lý tưởng, Mike Pence là một con người có lý tưởng. Trong thời gian làm dân biểu ở Hạ viện, ông Mike Pence là một người chủ trương ôn hòa, cho nên được cả hai đảng đều chấp nhận. Và trong thời gian 4 năm làm phó tổng thống vừa qua, tổng thống Donald Trump không ngớt lời ca tụng. Nó không giống như là Obama và Joe Biden. Đó là một cái sự gượng ép của một người da đen để làm chủ một người da trắng. Và Joe Biden là một người da trắng ăn chơi tội lỗi. Bằng chứng là suốt 47 năm ở Thượng viện, ở Quốc hội, chỉ có một cái thành tích là cấm Việt Nam Cộng Hòa không được tiêu diệt Cộng sản bằng cách là cắt viện trợ từ 738 triệu xuống còn có 300 triệu. Câu thứ hai, cấm người Việt Nam Cộng Hòa không được đến Mỹ, bởi vì Đảng Dân Chủ chủ trương dâng miền Nam cho Tổ Cộng, chứ không phải là cho Việt Cộng. Câu số 3, 47 năm làm Quốc hội, Thượng viện để áp phe máy mung, từ cái chỗ đem thằng con qua bên tàu xin Tập Cận Bình 1.500 triệu để làm đầy tớ cho Tổ Cộng, qua đến Ukraine áp phe kiếm hàng tỷ đô la về vấn đề khí đốt mà Obama đã giao cho Joe Biden phụ trách cái chương trình 1 tỷ 600 triệu khí đốt cho Ukraine để ăn chia. Đó, cho nên đó là lý do mà khi Joe Biden đã tranh cử, Obama không có yểm trợ, cũng không có ủng hộ, cũng không có thích. Mãi từ tháng 3 tuyên bố, để mãi cho đến tháng 8 lúc bây giờ Obama mới bắt đầu đồng ý để mà dùng Joe Biden, vì không còn ai. Cái chủ trương đường lối của George Soros, của Obama, của Clinton, của Jimmy Carter là muốn lựa một con búp bê, một bù nhìn để ra tranh cử, vì họ tin rằng với cái đường lối ăn gian, gian lận bầu cử thì họ sẽ giành chiến thắng một cách dễ dàng. Cho nên đến bây giờ chưa đến ngày bầu cử, quý vị thấy không, mà rất nhiều gian lận đã bị lộ liễu. Từ vấn đề đem vất phiếu xuống thùng rác, xuống cống rãnh, cho đến vấn đề đổi phiếu, cháo phiếu. Từ tiểu bang Iowa cho đến tiểu bang Minnesota đều lộ liễu những sự gian lận của Đảng Dân Chủ. Trong khi đó thì Omar, tức là con bé da đen Somali, nó đã từng bị tội gian lận về vấn đề hôn thú. Nó làm hôn thú giả với thằng anh ruột của nó để đem thằng anh ruột nó vào Hoa Kỳ. Rồi đi học thì gian lận vấn đề student loan. Rồi tuần vừa rồi lại bị bắt gặp đàn em đệ tử của Omar đem tiền đi mua phiếu của những người Somali. Họ quay phim và họ chiếu video. Quý vị thấy không, Đảng Dân Chủ nó làm đủ trò đủ tội để nó gian lận. May ra ông Tổng thống Donald Trump đã biết trước thời cuộc,
Ngày mùng 10 tháng 5 vừa rồi, Tổng thống đã thay Tổng Giám đốc về Bưu điện. Bây giờ là ông tỷ phú Louis de Joy. Ông mới tuyên bố hôm tháng 9 vừa rồi, 27 tháng 9, ông đã thay đổi và tái phối trí hội đồng quản trị của Tổng Bưu điện Hoa Kỳ với 200 nhân viên. Và ông đã chủ trương gia tăng vấn đề người máy. Bằng chứng là quý vị đã nghe tôi đưa bản tin cách đây vài ngày, các bưu điện bây giờ có cái hệ thống xe forklift không người lái, robot mua của Nhật của công ty Daikuhu. Mỗi một bưu điện trung bình có 7-8 chiếc, bưu điện lớn có hàng chục chiếc, thay nhân viên để tránh tình trạng nhân viên lái các thùng phiếu đi đổ rác. Cho nên đây là một cách khôn ngoan. Thật ra thì cũng khó, là vì khi con người ta đã định cố ý lưu manh, chúng ta rất khó kiểm soát. Nhưng mà đỡ chừng nào hay chừng đó. Cả nước Mỹ này bỏ hàng tỷ đô la để mà điều khiển, để mà điều hành, để mà thay đổi, không phải là một cái chuyện đơn giản. Nhưng cho đến giờ này có nhiều tiến triển và đã bắt gặp. Bên cạnh vấn đề mua xe forklift không người lái, lại bỏ bớt những cái hệ thống thùng phiếu ở các ngã tư đường để bớt đi cái vấn đề gian lận khi người đi bỏ phiếu đi nhặt thơ về, lấy thơ các thùng phiếu về ở các thùng bưu điện về họ vứt xuất ra. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là phải ghi danh rồi mới bỏ phiếu. Nếu không ghi danh mà phiếu không có tên, nó loại, mất giá trị. Trên ba cái điều đó quý vị nên bảo nhau từ hôm nay, bắt đầu từ hôm nay đi, là còn kịp thời gian, vì chưa quá mùng 10, ít nhất 3-4 tuần nữa mới đến ngày bỏ phiếu, để chúng ta lo cho cái đất nước này. Chúng ta không thể để cái đất nước này lọt vào tàu cộng. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng rồi, Joe Biden không bao giờ lên án tàu cộng. Joe Biden còn nói rằng tàu cộng, Tập Cận Bình không phải là bạn xấu, không phải là kẻ thù của Mỹ, mà là một người đồng hành cộng tác tốt. Bởi vì anh ấy cầm 1.500 triệu của ông Tập Cận Bình rồi. Mà bây giờ mà chửi Tập Cận Bình nó cúp thì con anh lấy gì mà sống. Rồi, câu số 2. Quý vị điện thoại nhắc nhở nhau. Nếu giúp được hàng xóm, giúp cho họ điền phiếu, bỏ phiếu một cách hợp pháp. Vì có rất nhiều quý ông quý bà họ không rành. Rồi có những cái tay lưu manh dân chủ nó tới nó mua phiếu bằng cách là: bác để cháu điền dùm, bác để cháu bỏ dùm, bác để cháu làm thế. Cuối cùng nó đem nó làm cho dân chủ hết. Có rất nhiều người gọi cho tôi bảo: giáo sư, họ đến nhà họ đưa những cái phiếu, họ bảo rằng là bây giờ chỉ cần ký còn mọi việc họ lo hết. Bảo đấy, gian lận đấy, là vì chữ ký thì của ông, nhưng mà trên chi tiết thì không phải của ông. Bỏ phiếu cho dân chủ ông không thích, ông đâu có biết. Bỏ phiếu cho người mà mình không ưa, bỏ phiếu cho người mà mình không biết. Cho nên quý vị thấy tuổi trẻ thanh niên đến nhà bỏ lấy phiếu, quý vị đừng có đưa. Và làm hộ không tốt, mà quý vị chỉ đưa cho cái người nào hiểu tiếng Anh mà bạn tin để điền, xong rồi lại giữ lại đến ngày bỏ phiếu đem tới phòng phiếu bỏ vô thùng. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa, đó là bản tin Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa đưa ra những cái guideline, tức là những cái chỉ thị. Quan trọng nhất trong đó là mục đích để cấm những người thuộc về Đảng Cộng sản Tàu hay là những nước độc tài xin visa vào Mỹ. Quý vị thấy nước Mỹ bây giờ họ làm hay không? Thứ nhất, họ cấm các đảng viên Cộng sản đến Mỹ và gia đình thân thuộc không được đến Mỹ. Thứ hai, họ trục xuất tất cả những cái tên Cộng sản Tàu Cộng mà họ nghi ngờ là gián điệp, nghi ngờ là làm việc với gián điệp. Cái thứ ba, bây giờ họ cấm luôn tất cả những sinh viên và những người ở bên tàu
nộp đơn xin visa vào Mỹ. Ba cái đường lối của kiểm soát này, Cộng sản sẽ từ từ sẽ bị tống cổ ra khỏi nước Mỹ. Và cái mục đích của họ hay nữa là vì đúng theo cái đường lối mà của quốc tịch Mỹ, trong đó có ba câu hỏi. Nếu quý vị trả lời, quý vị có phải là đảng viên Cộng sản không? Mà nói rằng có, bác. Quý vị có phải là người có thiện cảm với Cộng sản không? Bác. Quý vị có phải là người yểm trợ Cộng sản không? Bác. Cho nên cái đường lối của Mỹ, quý vị nhớ, nếu mà có tư tưởng muốn sống ở Hoa Kỳ lâu dài thì nên bỏ hẳn Cộng sản, sớm muộn cũng bị lòi và bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Đến giây phút đó có hối hận thì cũng muộn rồi. Cho nên những cái tên Cộng sản nằm vùng mà cứ lên Internet mà chửi đạo Thiên Chúa, chửi quốc gia, coi chừng, FBI đều có danh sách. Kính chúc quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.